Namaskar, thưa các bạn, như các bạn đã biết thì âm nhạc vốn là một cái sự hợp nhất giữa thiên nhiên hòa cùng những cái cảm xúc tinh tế và trí tuệ của con người. Bằng những cái hình thức thể hiện khác nhau, những cái ngôn ngữ âm nhạc khác nhau thì thiên nhiên nó đã trở thành một cái nhân tố hết sức là quan trọng trong những cái tác phẩm âm nhạc. Và có thể nói là từ âm nhạc dân gian cho đến âm nhạc kinh điển qua các thời kỳ, ví dụ như thời Trung Cổ từ năm 1100 cho đến 1400, rồi thời kỳ Phục Hưng là 1400 cho đến 1600, và thời kỳ Baroque 1600 đến 1750, thời kỳ cổ điển 1750 cho đến 1820, thời kỳ lãng mạn là thời kỳ 1820 đến 1910, hay là âm nhạc thế kỷ 20 và âm nhạc thế kỷ 21 thì đã có nhiều những cái tác phẩm phác họa hình tượng thiên nhiên đưa vào trong những cái tác phẩm âm nhạc. Đó là những cái tác phẩm có sức sống vượt không gian thời gian và nó tồn tại trong đời sống của chúng ta. Hình tượng thiên nhiên được tái hiện trong những tác phẩm âm nhạc của các nhạc sĩ thường mang tính khái quát. Vì vậy, khi mà nghe một cái tác phẩm âm nhạc thì không ai có thể đưa ra một cách cụ thể hoặc là chính xác rằng là những cái câu nhạc này hoặc là cái đoạn nhạc này đang diễn tả một hình ảnh cụ thể nào của thiên nhiên, mà nó chỉ có thể bao quát chung cho toàn tác phẩm để chúng ta thấy được cái tinh thần thiên nhiên trong đó. Hoặc là nhìn chung thì chỉ có nhạc sĩ sáng tác, những cái người tự thân, những người sáng tạo đấy thì họ mới có thể nói cho chúng ta một cách chính xác nhất là cái hình tượng thiên nhiên trong cái tác phẩm của mình. Và đôi khi thì cũng có những cái tác phẩm của các nhạc sĩ sau này mà được người khác đặt tên cho nó và gắn nó với một vẻ đẹp nào đó của thiên nhiên bằng những cảm nhận âm nhạc khi mà thưởng thức. Cái chủ đề hình tượng thiên nhiên trong âm nhạc trong vlog Lăng Kính âm nhạc hôm nay thì Tiến Mạnh xin giới thiệu với các bạn một số những cái tác phẩm tiêu biểu của một số nhạc sĩ nổi tiếng trên thế giới qua các thời kỳ là âm nhạc tiền cổ điển hay còn gọi là thời kỳ Baroque, rồi thời kỳ cổ điển, âm nhạc lãng mạn và âm nhạc của thế kỷ 20. Trước tiên Tiến Mạnh sẽ giới thiệu với các bạn hình tượng thiên nhiên trong âm nhạc thời kỳ tiền cổ điển hay còn gọi là thời kỳ Baroque. Thời kỳ này thì đã có nhiều các nhà soạn nhạc rất là nổi tiếng, ví dụ như Johann Sebastian Bach của nước Đức, rồi là Georg Friedrich Handel, rồi là Alessandro Slacati của nước Ý và vân vân, rất nhiều những nhạc sĩ nổi tiếng. Và nổi bật trong đó thì cũng có một nhạc sĩ tên tuổi là Antonio Vivaldi của nước Ý đã có những cái tác phẩm viết về thiên nhiên. Và trong cái tác phẩm viết về thiên nhiên thì theo Tiến Mạnh thấy cái hình thức gọi là tổ khúc âm nhạc nó là một cái hình thức biểu hiện tốt nhất, bởi vì là mỗi cái chương ở trong một tổ khúc ấy thì nó có thể tượng trưng cho một tháng trong một năm, và mỗi cái chương đấy nó có thể biểu diễn trở thành một cái tác phẩm độc lập. Ví dụ chúng ta có thể kể đến tổ khúc Concerto viết cho bộ dây có tựa đề là The Four Seasons, bốn mùa, của nhạc sĩ kiêm đàn violon người Ý đó là Antonio Vivaldi. Tác phẩm đã phác họa những cái bức tranh toàn cảnh và về các mùa trong một năm, và tác giả cũng đã có những cái giới thiệu ý đồ của từng chương với phần giải thích ngắn. Sau thời kỳ Baroque thì đến thời kỳ tiền cổ điển, và hình tượng thiên nhiên trong nhạc cổ điển thì phác họa một cách tương đối là rõ nét. Và trên thực tế những cái tác phẩm cổ điển trong đó khắc họa hình tượng thiên nhiên, đặc biệt là những cái trường phái âm nhạc cổ điển viên, và một trong những đại diện tiêu biểu của trường phái âm nhạc cổ điển viên thì phải kể đến một nhạc sĩ người Áo là Franz Joseph Haydn. Ông đã sáng tác nhiều thể loại âm nhạc khác nhau và đặc biệt là thành công với những tác phẩm giao hưởng. Với khoảng 104 giao hưởng thì nhạc sĩ Haydn đã chuyển vào đó những cái suy nghĩ, khát vọng, tình cảm của nhạc sĩ và tái hiện cả một cái cuộc sống của thiên nhiên hay cuộc sống đời thường vào trong những cái giai điệu âm nhạc. Và một đại diện nữa của trường phái âm nhạc cổ điển viên thì phải kể đến thần đồng âm nhạc nước Áo là Wolfgang Amadeus Mozart. Hình tượng thiên nhiên khi mùa xuân về đã được nhắc đến trong chương 1 mang tên là Mùa xuân trong tác phẩm giao hưởng 40 của Wolfgang Amadeus Mozart, và mà ông đã viết xong vào ngày 25 tháng 7 năm 1788. Có thể nói thì tác phẩm này đã trở thành một trong những tác phẩm đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác của ông. Có lẽ với tính chất âm nhạc đầy cảm xúc trong nội tâm của con người trước thiên nhiên thì đã cho ông rất nhiều những cái cảm xúc và khiến người nghe liên tưởng đến những cái hình ảnh phong phú khác nhau và đặt tên cho nó một cái tiêu đề nào đó. Trường phái âm nhạc cổ điển viên còn có một nhạc sĩ thiên tài người Đức, đó là Ludwig van Beethoven. Hình tượng con người với thiên nhiên thì đã được Ludwig van Beethoven phác họa rõ nét trong rất nhiều cái tác phẩm của mình, và đặc biệt là giao hưởng số 6, còn có tên gọi là giao hưởng đồng quê. Có lẽ đây là một cái sự truyền đạt những cái cảm xúc khi mà Beethoven sống gần gũi với thiên nhiên và cuộc sống thôn dã. Điều này thì đã cho ông cái cảm xúc để vẽ nên một cái bức tranh phong cảnh bằng âm thanh với sự kết hợp hài hòa và cân đối của con người với thiên nhiên. Sau thời kỳ cổ điển thì tiếp đến là thời kỳ lãng mạn,
Và trong thời kỳ này thì là hình tượng của thiên nhiên cũng được phác họa hết sức là rõ nét, và tiếp tục với những cái tác phẩm âm nhạc có tiêu đề rõ rệt mà khai thác cái thế giới nội tâm của con người trước cuộc sống thiên nhiên. Những nhạc sĩ thời kỳ lãng mạn như là Hector Berlioz, rồi Johann Brahms, rồi Richard Wagner và Piotr Ilyich Tchaikovsky, Chopin, rồi Schubert, Dvořák, rồi Berlioz, Bizet, Grieg, Liszt, Schumann và rất nhiều những nhạc sĩ thiên tài, những nhạc sĩ vĩ đại của thời kỳ lãng mạn rất là nhiều. Những người yêu âm nhạc chắc còn nhớ tới một tác phẩm mà viết về mùa xuân của nhạc sĩ người Đức, đó là Felix Mendelssohn, tác phẩm Spring Song, bài ca mùa xuân, là tiểu phẩm số 6 trong tuyển tập bài ca không lời số 5 opus số 62 viết cho đàn piano của Mendelssohn. Một tác phẩm nữa cũng của Mendelssohn đó là Giấc mộng đêm hè. Ông đã viết nhạc nền cho vở kịch là A Midsummer Night của William Shakespeare. Trong đó thì đã khai thác thế giới nội tâm sâu sắc của con người và cảm nhận của con người trước cuộc sống của thiên nhiên. Và đây cũng là một cái bức tranh về thiên nhiên trong những cái tác phẩm của âm nhạc, cũng là bức tranh về thiên nhiên trong tác phẩm âm nhạc. Thì chúng ta có thể nhớ tới một cái tác phẩm nổi bật là tổ khúc The Season, bốn mùa, của nhạc sĩ người Nga Piotr Ilyich Tchaikovsky. Và đây là tổ khúc viết cho đàn piano gồm 12 khúc nhạc, mỗi khúc tượng trưng cho một tháng trong một năm, và được nảy sinh ra từ ý thơ của các nhà thơ rất là nổi tiếng của Nga như là nhà thơ Pushkin, Maikov, Fiat, Korosov. Những hình tượng thiên nhiên tươi đẹp còn được tái hiện trong tác phẩm The Blue Danube, với những hình tượng thơ mộng của một dòng sông trong xanh quanh co uốn lượn như dải lụa, có ngàn hoa đua nở. Thưa các bạn, trong âm nhạc thế kỷ 20 còn nổi bật với trường phái ấn tượng mà đại diện của nó là nhạc sĩ người Pháp Claude Debussy và nhạc sĩ Mauro Ravel. Và nhắc đến tên tuổi của nhạc sĩ Claude Debussy thì công chúng yêu âm nhạc thường nhớ tới tác phẩm La Mer. Bản thân nhạc sĩ Debussy thì đã gọi tác phẩm này là ba phác họa bằng giao hưởng. Tác phẩm của ông thì mang đậm tính chất hội họa, và Debussy thì đã ghi lại cái vẻ đẹp và cuộc sống của biển cả, những cái sự êm dịu lắng động của biển và sự sôi nổi cũng như là mãnh liệt của nó. Và công chúng yêu âm nhạc thì chắc đã từng nghe đến một cái bản gọi là Serenade Rimpianto, opus số 6 của nhạc sĩ người Ý là Toscanelli. Khi mà đón nghe tác phẩm này thì chắc chắn các bạn sẽ cảm nhận được những cái giai điệu hết sức là ngọt ngào, trữ tình do đàn violon diễn tấu cùng với màu sắc phối âm mềm mại của đàn piano cùng với dàn nhạc. Và đặc biệt, có một cái điều hết sức là đặc biệt, đó là tiếng chim hót điểm xuyết trong toàn bộ tác phẩm, nó càng làm tăng thêm cái tính lãng mạn cũng như âm thanh mang lại những cái cảm giác như chúng ta đang chìm đắm trong một cái khu rừng với một cái cảnh sắc thiên nhiên hết sức là tuyệt vời. Nói chung, trong những cái tác phẩm âm nhạc kinh điển có khắc họa những cái hình tượng của thiên nhiên thì bản thân các nhạc sĩ đã thể hiện được một cái tình yêu thiên nhiên của mình để đưa vào trong những cái giai điệu âm nhạc, những cái nét nhạc mang tính khái quát và thể hiện cái tinh thần, cái trí tuệ, cái sự cảm nhận sâu sắc của mình trước cuộc sống của thiên nhiên, và kích thích sự tưởng tượng phong phú khác nhau của mỗi người khi mà chúng ta thưởng thức những cái tác phẩm đó. Bên cạnh đó thì có nhiều nhạc sĩ đã khai thác triệt để những cái tính năng ưu việt của các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng để có thể mô phỏng đời sống của thiên nhiên, mô phỏng những âm thanh từ thiên nhiên. Thậm chí hiện nay thì có những cái tác phẩm đã sử dụng cái phần âm thanh điện tử để bắt chước những âm thanh của thiên nhiên, hoặc là thu âm những cái tác phẩm ở ngoài thiên nhiên để thu âm những cái đời sống, những âm thanh của thiên nhiên đưa vào trong tác phẩm. Thì vậy điều này có làm mất đi cái giá trị do tác phẩm âm nhạc đó hay không? Thì đó cũng chính là cái lời giải đáp mà Tiến Mạnh sẽ chia sẻ với các bạn ở trong vlog lần sau. Và một lần nữa thì cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho chương trình hôm nay, và thông qua chương trình thì các bạn cũng có thể khái quát được là hình tượng của thiên nhiên nó gắn bó với đời sống của con người, và từ cái đời sống thực tế đó mỗi nhạc sĩ, mỗi người nghệ sĩ sáng tạo và đặc biệt trong đó là các nhạc sĩ, các nhà soạn nhạc đã đưa vào trong cái tác phẩm của mình những cái nét giai điệu của cuộc sống thiên nhiên hoang dã và những cái hình ảnh, những hình tượng hàng ngày trong đời sống của chúng ta. Đấy là, và những cái tác phẩm đó nó đã trở thành một cái nhân tố hết sức là phong phú khi chúng ta cái thưởng thức những cái tác phẩm như vậy. Namaskar, chào tạm biệt các bạn.